Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MCNE, truyện audio Tiên Hiệp. Đây là tập 202 của truyện Tiên Hồng Lộ. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe truyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie và để lại bình luận để mình biết cảm nhận của bạn về truyện nhé. Chương 840, Phong ấn tầng 6, Luân hồi quả. Một trường đánh gục Vu Tôn, trên mặt Dương Phàm không có bất cứ một tia nào vui mừng, ngược lại, càng ngày càng trở nên ngưng trọng. Cũng giống như là hắn chỉ dùng thế thân ở tại Thiên Phong Đảo, Vu Tôn là một nhân vật kéo dài từ thượng cổ tới nay, bất tử lại từng tính kế chân tiên chân ma, cẩn thận cùng giả dối không người nào sánh kịp. Vu Tôn cũng sẽ không đặt bản thân mình vào trong hiểm cảnh cùng với tử địa, Vu đạo bói toán của hắn khiến cho chính hắn có độ cao như vậy. Chỉ riêng Vu Tôn, Dương Phàm cũng không sợ hãi. Dù sao hắn cũng đã vượt qua hai loại hệ thống, cảm quan thông thiên địa, cảm ứng thiên cơ rất mạnh. Nhưng sau khi Vu Tôn liên thủ với U Ảnh Ma Chủ sẽ có được năng lực điên đảo nhất giới. Hai cái tên chuyên âm mưu này, một tên khó chơi hơn một tên, hiện tại lại là hợp bích, ngay cả ta đều sẽ bị nguy hiểm. Hắn lại lâm vào trong trầm tư ngắn ngủi. Điểm khó chơi của U Ảnh Ma Chủ là có được thân thể gần như không hoàn toàn bị hủy hoại ở trong nhất giới. Bản thân hắn nắm giữ rất nhiều bí tần, vẫn ẩn nấp ở những chỗ kín đáo. Hắn chính là một bóng ma âm hồn không tán. Vu Tôn lại cũng không đặt bản thân vào trong hiểm cảnh, thông qua vô hình thiên cơ lại có thể đảo thiên đảo địa, vương triều tu tiên, tính kế cả chân ma tiền giới. Hai người này có đặc điểm rất chung, cẩn thận giả dối, đều là những nhân vật tồn tại từ thời thượng cổ. Nơi dưới vận mệnh vô hình an bài, Dương Phàm lại trở thành địch nhân hàng đầu của hai kẻ âm mưu đó, kiêng kỵ nhất. Trước phong ấn tầng thứ 10, nhất định phải nghĩ ra biện pháp hoàn toàn gạt bỏ hai kẻ này mới được. Nếu như không, tuy ta phi thăng ở trong lòng cũng sẽ không yên ổn. Dương Phàm âm thầm hạ quyết tâm. Mặc kệ hai kẻ này âm mưu khó chơi bao nhiêu, Dương Phàm đều tin tưởng vững chắc mình có thể đánh bại bọn họ. Cuối cùng, hoàn toàn gạt bỏ. Có lẽ trong nhất giới, bất cứ một người nào đều khó có thể làm được điều đó. Nhưng mà Dương Phàm đã vượt ra khỏi hai hệ thống này, lại có được 10 tầng phong ấn, nắm giữ tiểu luân hồi, tìm đại hiểu, đại luân hồi, đã định trước không có bất cứ thiên địch nào. Còn rồi thế thân ở trong Thiên Phong Đảo như trước, Dương Phàm lại bày ra rất nhiều tầng thiên cơ giả dối. Bản tôn cùng với những thiên cơ giả dối đó cùng đặt ở thế gian. Ngay lúc này, Dương Phàm cảm ứng được thăm dò thiên cơ của Vu Tôn đối với mình lại cực kỳ cẩn thận, đều là dấu vết chợt lóe rồi biến mất, khiến cho hắn không có khả năng phản kích. Sau khi tiến vào bên trong ngoại hải vực, Vu đạo bói toán của Vu Tôn dường như đã cường đại hơn khi ở đất liền không chỉ 10 lần. Đàm phán không thành, liền muốn đẩy ta vào chỗ chết sao? Dương Phàm lại cười lạnh trong lòng, bản tôn của hắn đã rời khỏi Thiên Phong Đảo đi về địa vực khác của Tây Hải vực rất rộng lớn. Trong lòng hắn lại đang cân nhắc phải làm như thế nào mới có thể nắm chắc được to lớn giết chết được Vu Tôn. Cuối cùng, hắn đưa ra kết luận, nếu như một mình hắn ra tay, xác suất thành công lại chỉ là khoảng 3 phần. Hơn nữa, phải trả một cái giá rất đắt. Nếu như thêm vô song, hẳn là vượt qua đến 5 phần. Nếu như có thể thủ thêm, tinh tôn, như vậy thì nắm chắc 8 phần trở lên. Chỉ là vô song không có một chút nào tin tức, cũng lại chẳng biết tính tu nơi nào. Mà tinh tôn ở tinh thần tháp cực bắc, quá mức xa rồi. Một ngày nay, Dương Phàm cuối cùng lại tìm ra được một hải vực thiên nhiên, có thể ngăn cản được thiên cơ. Vùng hải vực này vừa khéo ở trung tâm của hòn đảo, hàng năm đầy sương mù. Dương Phàm lại chìm đắm ở trong đáy biển sâu, hắn bắt đầu tính tu tìm hiểu. Hắn suy đoán, Vu Tôn vốn phá được rất nhiều tầng thiên cơ giả dối đó, cùng với xác định vị trí của mình, ít nhất phải thời gian đến 20 năm. Đó cũng là điểm mà Dương Phàm cực kỳ kiêng kỵ tại nơi Vu Tôn. Hắn có thể dùng phương thức huyền bí và khó lường để xác định vị trí của đối phương. Thời gian 20 năm, ta cũng thiết yếu cân nhắc mở ra phong ấn tầng 6. Vào lúc Dương Phàm tìm hiểu ra ở trong đáy biển, Hồ Phi ở trong tiên hồng không gian cơ bản đã tiêu hóa được lực lượng 3 quả tiên quả. Thực lực của hắn vượt xa độ kiếp sơ kỳ bình thường, thậm chí có thể khiêu chiến cường giả cấp bậc phủ chủ. Chỉ là cảnh giới của Hồ Phi không đủ cao, vậy cho nên không thể nào khiến cho lần thiên kiếp đầu tiên phủ xuống. Hắn tự nhiên không có khả năng tính tu giống như Dương Phàm, mà phải thường xuyên ở nơi tiên hồng không gian, luận bàn cùng Thạch Thiên Hàn. Thạch Thiên Hàn lại không ở trong không gian ma vực, thể chất của hắn biến dị rất lớn, giờ phút này đã có thể sánh ngang với thần thú bình thường. Lại vượt qua thêm một lần thiên kiếp, năng lực của hắn tăng rất mạnh. Vậy cho nên,
Đầu tiên chiến đấu, Hồ Phi lại căn bản không phải đối thủ của Thạch Thiên Hàn, bị hắn đánh cho đầm bầm dập, kêu gào thảm thiết. Dương Phàm lại không khỏi ngạc nhiên thán phục thực lực của Thạch Thiên Hàn. Trong không gian ma vực không ngừng chém giết và chiến đấu, từng bước một tiến hóa và tăng cường. Thạch Thiên Hàn này, có vài trăm năm không gặp, hắn lại mạnh như vậy rồi. Hồ Phi lại thực sự bị đả kích, không ngờ ngay cả phân thân của Dương Phàm đều đánh lại không lại sao? Thạch Thiên Hàn lại ở một không gian đặc thù chém giết mà luyện, tất nhiên năng lực của hắn cực kỳ cường đại. Dương Phàm lại trầm ngâm nghĩ. Đây là loại không gian đặc thù gì chứ? Ta cũng muốn đi. Hồ Phi lại hưng phấn xòa tay. Dương Phàm nhắm mắt lại, hắn cảm ứng thiên cơ, rất lâu sau mới lắc đầu nói. Không gian này chỉ sợ ngươi không thể đi vào được. Đó là một loại trực giác sau khi hắn cảm ứng được thiên cơ. Một khi có người từ bên ngoài là Hồ Phi bước vào trong không gian ma vực, rất có khả năng sẽ kinh động đến người nắm ở trong tay không gian đó. Cứ như vậy, Hồ Phi ngoài thời gian tu luyện, cứ mỗi một tháng khiêu chiến với Thạch Thiên Hàn một lần. Thạch Thiên Hàn có thể nói là một cấp độ kiếp trung kỳ, sánh ngang cùng với vực chủ. Nhưng mà sau khi thần cấp biến hóa lại có thể so với thần thú. Trải qua vô số sự chém giết khiến cho sức chiến đấu của hắn hơn xa cùng cấp. Vậy cho nên, Thạch Thiên Hàn giờ phút này ngay cả Dương Phàm đối mặt cũng rất khó mà chiến thắng. Tuy nhiên, Dương Phàm lại sắp chuẩn bị mở ra tầng phong ấn thứ 6. Rốt cuộc thì đã tới một ngày, đáy biển nơi mà Dương Phàm tính tu sinh ra một cỗ khí tức kinh thiên, khiến cho sinh linh trong hải vực phạm vi vài trăm dặm lại cảm thấy áp lực không thể nào yên ổn được. Lực lượng tầng phong ấn thứ 6 bắt đầu mở ra, thông qua chấn thiên tháp hoàn dung, suy yếu tới mức không tới 1/10, rồi sau đó phân tứ ra thành từng dòng chảy đi những nơi trên thân thể của Dương Phàm. Dương Phàm đã biết mình nhất định không thể nào tiêu hóa được tất cả những lực lượng phong ấn này. Vậy cho nên, đại bộ phận lực lượng bị hắn chậm rãi rót vào trong hải vực xung quanh. Mở ra phong ấn tầng 6, đó là năm thứ 15 mà Dương Phàm tìm hiểu lĩnh ngộ tại ngoại hải vực này. Một khi vượt qua thời gian 20 năm, có khả năng bị thần thông của Vu Tôn xác định vị trí đại khái. Sâu bên trong cơ thể, viên quang cầu xanh biếc lóng lánh sinh ra sau khi vấn hoa, héo tàn. Trong hào quang mù mịt và mông lung không rõ, lại chợt nhìn qua giống như là một cây táo xanh. Quang cầu màu xanh lớn, lóng lánh phù hợp với điểm giới hạn của địa hồn căn cùng với thủy hồn giới, sáng tối không ngừng, giống như là một trái tim đang đập, dường như đang nuôi dưỡng điều gì. Nơi vị trí đặc thù, lục cầu trong suốt hấp thu lực lượng phong ấn biên độ lớn. Dưới lực lượng phong ấn này tẩy rửa, càng ngày càng ngưng thực, cũng đã dần dần lớn mạnh. Khi ban đầu ngưng thực và nén ép thành lớn giống như hạt đậu, rồi sau đó lớn giống như quả nho, màu xanh biếc dần dần chuyển thành một màu xanh ngát. Trong hào quang rực rỡ mờ nhạt, phảng phất có thể nhìn thấy một quả non màu xanh. Dương Phàm hưng phấn trong lòng, loại dấu hiệu như vậy chứng minh hắn đã có được một bước vào trong giai đoạn độ kiếp trứng quả. Quả non màu xanh này lớn bằng quả nho, hẳn là hình thức ban đầu của trứng quả kỳ. Vài tháng sau, Dương Phàm lại trung quy hấp thu được lực lượng phong ấn giới hạn cao nhất, lực lượng còn lại hắn rót vào trong hải vực, vào những bầu trời xung quanh. Điều này cũng tạo nên vùng hải vực này trở thành một vùng cấm địa, ngay cả tu sĩ đỉnh cấp cũng không dám dễ dàng tiếp cận hắn, lại càng không dám đi sâu mà thăm dò. Bởi vì vùng hải vực này thì thoảng lại sinh ra những không gian sóng gợn, đại năng giả phỏng đoán có những khe hở không gian không ổn định, liền sẽ tùy tiện tới gần hơn phần nửa là kiểu tử nhất sinh. Lúc này, quả non màu xanh được dựng dục ở trong cơ thể của Dương Phàm đã quanh quẩn ở trong hào quang rực rỡ. Quả non màu xanh này dựng dục ra linh hồn lực cùng với pháp lực linh nguyên, một đời của Dương Phàm, áp xúc lực lượng của ba cây hoán thiên nhà. Dương Phàm lại ngạc nhiên phát hiện, ngay cả địa hồn căn cùng với thủy hồn giới bây giờ, hai cỗ lực lượng to lớn này đều là đại lượng rót vào trong quả non màu xanh. Theo thời gian đó, ngay cả địa hồn căn cùng với thủy hồn giới đều có khả năng bị hút sạch. Ta hiện tại đã bước vào trong giai đoạn độ kiếp trứng quả. Dương Phàm lại lộ ra nụ cười. Đối với hắn mà nói, độ kiếp trứng quả có thể coi như một giai đoạn. Bởi vì trong lúc đó, trứng quả đã hiện ra mô hình. Đồng thời, Dương Phàm cũng đã cảm ứng được thiên uy lớn lao ở trong vũ trụ rộng lớn này. Trong lòng có kinh sợ, dấu hiệu đại biểu cho thiên kiếp. Tu sĩ độ kiếp kỳ, cho dù là đối với thiên địa vũ trụ này, lại cũng có sự kính sợ không hiểu. Đó không chỉ là bởi vì linh hồn cùng với thiên địa phù hợp cao độ, mà lại càng bởi vì thiên kiếp sắp tới. Thiên kiếp, cho dù có tu luyện không phải là cảnh giới bình thường, cũng sẽ phải đối mặt với thiên kiếp. Dương Phàm hít sâu một hơi. Về phần thiên kiếp khi nào sẽ tới, và cùng với cảnh giới của Dương Phàm có liên quan gì,
một khi hắn bước vào trong cảnh giới cao hơn, chắc chắn sẽ trải qua thiên kiếp. Rồi sau đó là một đoạn thời gian, Dương Phàm bắt đầu thăm dò năng lực mới của độ kiếp chứng quả. Đặc điểm lớn nhất vẫn là phù hợp nhất với thiên địa. Dương Phàm tự nhiên hiểu được rất nhiều pháp tắc trong thiên địa này, dường như thấy được sự tồn tại của chúng ở trước mắt, thấy được và cũng sợ được. Và cảnh giới tiểu luân hồi vừa được lên một tầng, dùng hợp hoàn mỹ cùng với quả non màu xanh đó. Nếu như đã như vậy, ta sẽ gọi nó là luân hồi quả. Dương Phàm lại nhìn kỹ quả non màu xanh biếc, sắc xanh mê ly trong cơ thể, lấy cho nó một cái tên hoàn toàn mới. Luân hồi quả vừa đại biểu cho cảnh giới tiểu luân hồi, cũng đại biểu cho kéo dài đại luân hồi. Ý niệm của Dương Phàm khẽ động, hồn lực cùng với tinh luyện nguyên bên trong luân hồi quả vận chuyển với phương thức huyền ảo và khó lường. Dương Phàm cảm giác bản thân mình giống như là bước vào trong một vùng thiên địa hoàn toàn mới, cảm quan mờ mờ lại tới thời không hỗn loạn, cảm ứng được đối với thiên địa càng thêm mãnh liệt. Dương Phàm trực tiếp biến mất tại chỗ. Ngày sau đó, hắn lại trống rỗng xuất hiện ở trong một hoang đảo ngoài vạn dặm. Đây là thuấn gì? Điều này lại khiến cho Dương Phàm hơi ngạc nhiên và vui mừng, nhưng mà cũng không cảm thấy quá bất ngờ. Đây chỉ là không gian huyền diệu tự nhiên lĩnh ngộ ra sau khi tiến vào trong giai đoạn độ kiếp chứng quả mà thôi. Vào khi luân hồi quả chậm rãi vận chuyển, Dương Phàm đã cảm giác mình như có thể nhìn thấu được không gian, trong tầm nhìn hiện lên một quang giới trong suốt. Hơn nữa, ngay cả không gian cũng đã hình thành liên kết và có dao động. Ánh mắt Dương Phàm chăm chú nhìn một con phi ưng ngoài mấy chục dặm, chậm rãi đưa tay ra. Rồi đột nhiên, con phi ưng đó giống như định thần giữa không trung, mà Dương Phàm chỉ là đưa ra một bàn tay, lại vận chuyển pháp tắc không gian khu vực đó, vây khốn phi ưng. Loại cảnh giới cùng với thủ đoạn như vậy, so với tu sĩ độ kiếp sơ kỳ, lại không biết cao mình hơn bao nhiêu lần nữa. Dương Phàm lại không khỏi so sánh mình với tu sĩ độ kiếp trung kỳ đã vượt qua một lần thiên kiếp. Luận về thiên địa huyền ảo, tuyệt đối không kém. Khác biệt duy nhất là độ kiếp trung kỳ trải qua thiên kiếp tẩy rửa, trong linh hồn ẩn chứa ý chí của thiên uy, thần thông công kích đều cường đại và đáng sợ, giơ tay nhấc chân hủy thiên diệt địa, giống như là thiên uy phủ xuống. Ngay cả khi Dương Phàm thăm dò nghiên cứu huyền diệu cùng với lực lượng của luân hồi quả, trong đáy biển đã phát ra những tiếng nổ vang mãnh liệt. Hồ phi lại lao ra khỏi mặt biển, hai mắt hắn sáng quắc như là có thần, lại thở hồng hộc, ngẩng đầu lên nhìn phía trên thiên hư. Hắn do dự không chắc chắn nói. Dương lão đại, dường như ta lại phải độ kiếp. Tiếng nói vừa dứt, trong không gian vũ trụ bất diệt kia là một cỗ thiên uy che phủ trời đất buông xuống vùng hải vực này. Quả thực là thiên kiếp. Dương Phàm biến sắc, thiên kiếp của Hồ Phi lại tới nhanh như vậy sao? Hết chương. Chương 841, Tiểu Luân Hồi Trưởng. Khi mà Dương Phàm tìm hiểu tu luyện cùng với hấp thu lực lượng tầng phong ấn thứ 6, Hồ Phi lại ăn 3 quả tiên quả, liên tiếp đại chiến cùng với Thạch Thiên Hàn. Ban đầu, Hồ Phi lại hoàn toàn không phải là đối thủ của Thạch Thiên Hàn, nhưng mà khi Hồ Phi, dù sao là thần thú siêu cấp, lại là tiềm lực của hắn, có cả tiên quả, mỗi tháng khiêu chiến một lần, tuy là mình đầy thương tích, nhưng mà lại thiên phú thực lực hắn, ngày càng một tiến bộ. Đoạn thời gian gần đó, Hồ Phi là một mực tĩnh tu trong đáy biển, không ngờ lại một lần thành công đột phá tinh thần gồng cùng xiển xích. Nhìn kiếp vân từ trên trời giáng xuống, Dương Phàm lại từ từ thở dài. Thiên kiếp của Hồ Phi khiến cho hắn lại trở tay không kịp. Sớm biết như vậy, hắn sẽ nhất định đưa tụ lôi đỉnh cho Hồ Phi mượn, dùng để trước đó. Dương Phàm vận chuyển lực lượng của luân hồi quả, một trưởng lại vỗ vào lưng Hồ Phi. Hồ Phi lại chỉ cảm thấy có một cỗ lực lượng huyền diệu chảy ra khắp toàn thân. Tinh khí thần ở trong khoảnh khắc đó xông tới đỉnh của cực hạn, đạt tới một độ cao trước nay chưa từng thấy. Trong trạng thái đó, hắn tuy là vượt cấp khiêu chiến, nhưng mà đều có vài phần tin tưởng. Lôi điện cứ vần quanh kiếp vân trên đỉnh đầu, thiên uy lại vô hình bao phủ vùng hải vực. Ngay cả cách hàng trăm vạn dặm, tu sĩ đỉnh cấp đều có thể cảm ứng được dấu hiệu của thiên kiếp bên này. Đặc biệt là tu sĩ độ kiếp kỳ, cảm ứng thiên kiếp lại càng thêm mẫn cảm. Khoảng cách rất xa xôi, đều có thể cảm thấy được. Với thực lực của ngươi, lại thêm bản thân nắm giữ được thần thông lôi hệ, độ ẩn của thiên kiếp đầu tiên hẳn là không khó. Dương Phàm lại vọt ra một bên cười. Thiên kiếp sao? Hồ gia sẽ tới đây. Hồ Phi lại dưới sự uy áp bao phủ của thiên địa này, không ngờ lại còn có vài phần hưng phấn. Hắn ở tại chỗ, dừng nành múa vuốt. Theo như Dương Phàm biết, lần đầu tiên thiên kiếp sẽ tổng cộng giáng xuống 3 đợt thiệt lôi. Mỗi một lượt, uy lực của nó sẽ đều lớn hơn gấp đôi. Rất nhanh, đạo thiên kiếp thứ nhất giáng xuống. Lôi quang màu tím to bằng nắm tay từ trên trời giáng xuống.
uy lực của nó tuyệt luân, ép tới hai người dưới kiếp vân khó mà thở được. Hồ Phi rít gào một tiếng, thân thể bỗng dừng lại cất cao, biến thành một thạch hầu kim cương cao tới 10 trượng, giơ ra song trượng, hùng hăng giao kích cùng với lôi quang màu tím. Lôi quang vờn quanh, gần như vùi lấp Hồ Phi. Sau một hơi thở, thân thể hoàn hảo không tổn hao gì của Hồ Phi hiện ra. Dương Phàm lại sờ sờ mặt cười. Hồ Phi chẳng những lại chống cự lại đại bộ phận thiên lôi, mà lại còn hấp thu được một ít bộ phận tinh hoa của thiên lôi nữa. Trong phạm vi thiên cốc hải vực ta, không ngờ lại có đại năng độ thiên kiếp. Còn một giọng nói vang vọng tiêu sái từ một phía hải vực chuyển tới. Dương Phàm đưa mắt nhìn, là một nam nhân huyền y cao lớn, uy phong đứng ở bên cạnh, hai mắt giống như điện, một cỗ thiên uy vô hình trống rỗng buông xuống. Điều này làm cho Dương Phàm thầm giật mình. Người này không ngờ là một cường giả vượt qua một lần thiên kiếp. Thực lực của hắn cũng tương đương với năm nhân mặt hòa lúc trước, giao thủ cùng với Hoàng Trường Lão tại Trúc Lâm Đảo. Khi trước, tình cảnh của hai cao nhân độ kiếp kỳ giao chiến, ý chí thiên uy phủ xuống. Uy lực cường đại phá hủy toàn bộ Trúc Lâm Đảo, hiện lên rõ ràng giống như mới trong đầu Dương Phàm. Cường giả cấp bậc này lại chỉ vẹn vẹn đứng bên cạnh. Dương Phàm lại đều giống như là bị thiên uy bao phủ, linh khí thần đều đã bị suy yếu đi rất lớn. Hoàn hảo, hắn nắm giữ được lực lượng của tiểu luân hồi, lập tức khiến cho mình thay đổi đến trên đỉnh cao. Nam nhân huyền y này lại nhìn vào Dương Phàm một cái. Một thiếu niên tuổi chừng 11-12 lại có thể chống cự lại ý chí thiên uy của hắn sao? Ngươi là Dương Phàm. Ánh mắt của nam nhân huyền y lại đột nhiên sáng ngời, ngược lại cũng mừng thầm nói. Tin tức quả nhiên không sai. Dương Phàm lập tức sinh ra cảm ứng. Vụ tôn kia lại còn đáng sợ hơn trong tưởng tượng. Đã nhanh như vậy, xác định được vị trí của mình. Người trước mắt hơn phân nửa là cường giả cấp vực chủ. Hắn lại hơn phân nửa không biết vui tồn, lại bị đối phương dùng thiên cơ vô hình làm quân cờ. Mục đích là bởi vì tra ra vị trí cụ thể của Dương Phàm, tốt nhất là có thể lợi dụng quân cờ này để đánh thương nặng hoặc là chém giết Dương Phàm. Vậy xin hỏi các hạ là người phương nào? Dương Phàm làm tốt đề phòng. Bởi vì Hồ Phi vẫn đang độ thiên kiếp, hắn tuyệt đối không thể nào bỏ chạy một mình được. Sau khi bị thiên kiếp tập trung là không thể nào tránh né, cho dù là lực lượng của Hồ Phi mạnh tới đâu đi nữa, sau khi vượt qua được thiên kiếp cũng sẽ nguyên khí đại thương. Ta lại chính là vực chủ của thiên cốc hải vực này. Nam nhân huyền y này lại chỉ nói ra danh hiệu, mỗi một ý chí thiên uy to lớn vô tận, giống như là sóng lớn đánh vào thân thể Dương Phàm. Nếu như là trước khi bước vào trong độ kiếp chứng quả, Dương Phàm lại phải đối mặt với lực lượng cấp bậc như vậy, nhất định hắn sẽ bị thiệt thòi. Ít nhất phải là một phen khổ chiến. Còn nếu như muốn chiến thắng, lại rất khó, rất khó. Nhưng mà này, trong thân thể của Dương Phàm ngừng kết ra luân hồi quả, đối mặt với trùng kích từ ý chí thiên uy to lớn, chỉ cần vận chuyển luân hồi một lần, liền sẽ suy yếu hơn phân nửa. Luân hồi quả khiến cho linh hồn của Dương Phàm gần như hoàn thiện, gần như phù hợp hoàn mỹ với thiên địa. Lực lượng phòng ngự lại cực kỳ cường đại. Ưu thế về thiên uy và ý chí của cường giả độ kiếp trung kỳ lập tức không có một chút nào sơ hở. Thiên cốc vực chủ lại cảm giác người trước mặt giống như là một vùng thiên địa luân hồi. Ý chí thiên uy của hắn đã đánh vào từng đợt luân hồi giảm yếu. Căn bản không thể nào sinh ra ảnh hưởng đối với Dương Phàm. Ngươi không hổ là một nhân vật cấp bậc tông sư, tự mở ra một con đường tu luyện công pháp. Thiên cốc vực chủ lại tán thưởng nói. Thiên cốc vực chủ, muốn mượn cơ hội này để đến giao dịch tụ lôi đỉnh của Dương Mỗ sao? Dương Phàm lạnh nhạt cười. Có giao dịch hay không? Hoàn toàn quyết định bởi vì Dương Tông Sư. Nếu như các hạ nguyện ý, thì bổn tòa sẽ nguyện ý lấy ra một thanh bán tiền khí, dựng dục hơn vạn năm để trao đổi. Thiên cốc vực chủ thu hồi chiến uy, trên mặt lại cười cười. Trong lòng hắn đã hiểu được chính mình mặc dù là vô tình biết được Dương Phàm ở nơi này, nhưng mà xem như từ cảnh giới của đối phương giờ phút này, nếu như muốn giết chết người để đoạt lại bảo bối, vậy thì cơ hội của hắn rất bé. Bán tiền khí. Ánh mắt Dương Phàm rung động. Trong lời nói của thiên cốc vực chủ này, vị tất không có ý, uy hiếp. Cho dù là đại bộ phận cường giả độ kiếp kỳ, cũng rất khó có được một kiện bán tiền khí. Thiên cốc vực chủ này nói rõ, bán tiền khí chính mình dựng dục hơn vạn năm, nói rõ thực lực cường đại của mình. Nếu như Dương Phàm thức thời, liền lấy tụ lôi đỉnh ra giao dịch, dù sao thì cho dù tụ lôi đỉnh đi nữa, cấp bậc nhiều nhất cũng chỉ là tương đương với bán tiền khí. Bán tiền khí đã là một cực hạn luyện khí của nhân giới có thể đạt tới được. Thường thường pha một chút tài liệu thượng giới. Thực sự rất có lỗi. Bán tiền khí, Dương Mộ cũng có rồi. Dương Phàm lại khéo léo chối từ. Ánh mắt của thiên cốc vực chủ lại thoáng ngừng,
sắc mặt hơi trầm xuống. Là một cường giả cấp bậc vực chủ, hắn lại còn phải đối mặt với hai lần thiên kiếp, có thể nói là cửu tử nhất sinh. Nếu như có thể lấy được tụ lôi đỉnh, đương nhiên đó là một con át chủ bài giữ mạng, gia tăng rất lớn xác suất thành công. Cho dù là mạo hiểm, hắn cũng lại phải chiếm được. Hắn hít sâu một hơi, trong lòng bàn tay xuất hiện một cái bát sắt. Dương Phàm vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy một loại pháp bảo hình thái đó. Bát sắt ở trong tay của thiên cốc vực chủ lớn lớn, rồi đó sau đó ngược lại, đảo ngược trong hư không, giống như là một cái chảo sắt rất to, cũng không ngừng khuếch trường ra. Xem về thành thế, lại giống như là muốn che phủ thiên địa. Trong lòng Dương Phàm lại khẽ kinh hãi, một quần sáng đỏ màu đen hoàn toàn ngăn cách khu vực hai người. Ở bên trong thiết là lĩnh vực của ta, các hạ đã là chim trong lồng rồi. Thiên cốc vực chủ nói giống như hắn đã nắm chắc phần thắng trong tay. Dương Phàm lại cảm nhận được ý chí thiên uy ngưng kết cả một khu vực, lại dùng lực lượng tinh thần vô hình đánh lên trên thân thể mình. Cuồng sáng mờ mờ màu đen ở trên đỉnh đầu lại càng khiến cho hắn lợi dụng thiên địa pháp tắc lại bị trói buộc rất lớn. Thiên cốc vực chủ lại nhanh chóng giống như là một thủ trưởng ấn lên màu đen từ trên trời giáng xuống, gắt gao giam cầm hư không, lại chộp tới Dương Phàm. Hơn nữa, cuồng sáng mờ mờ màu đen dung nhập với thiên hư đó đã từng chút một thu hẹp, mơ hồ có thể nhìn thấy hình dạng bát sắt. Lực lượng của tiểu luân hồi trong cơ thể của Dương Phàm cũng vận chuyển rất cao, lực lượng công kích hắn lên tới đỉnh, một quyền đánh qua, mang theo không gian sóng gợn hình nắm tay. Đem quyền kình cùng với không gian dao động hoàn mỹ phù hợp, lại thêm sau khi cách không đánh đi, lực lượng vẫn còn ở trong không gian đó ngừng tăng lên. Thủ trưởng lớn màu đen đã bị đánh tan, thân hình của Dương Phàm đã vững vàng tại chỗ, mà thần sắc của thiên cốc vực chủ kia lại đại biến. Hắn lại tuyệt đối không thể nào nghĩ tới rằng lực lượng của đối phương lại có thể đối kháng cùng với cấp bậc vực chủ như mình. Tốc độ trưởng thành của hắn cũng quá kinh khủng rồi. Theo như hắn biết, khi mà Dương Phàm vừa tới ngoại hải vực còn là một tu sĩ hợp thể kỳ không một chút nào danh tiếng, hiện tại đã có thể đối kháng cùng với mình trong tay nắm giữ hải vực ngàn ức dặm. Hắn là cấp bậc vực chủ. Đó là một cường giả danh chấn một phương ngoại hải vực, dậm chân dậm tay một cái, cả hải vực này đều sẽ phải rung động. Sau đó, trong thiên la lĩnh vực của Dương Phàm cùng với thiên cốc vực chủ đều thi triển ra thần thông. Người tới ta đi, liên tiếp giao kích. Thiên cốc vực chủ ở trong thiên la lĩnh vực của chính mình nhưng mà lại không thể nào chiếm được nửa thế tiện nghi. Trong mắt hắn xẹt qua một tia lo lắng, toàn thân ánh lên, ánh đen vờn quanh. Trọng sắt màu xám ở trên đỉnh đầu hai người lại đột nhiên co rút lại. Dương Phàm lại chỉ cảm thấy có một bóng đen mang theo lực lượng khủng bố chợt xuống, bốn phía lại là trở thành một mảnh hắc ám. Hai người lại đứng trong một không gian nhỏ hẹp dài rộng vài trượng, quanh thân đều là giáp sắt. Bên ngoài là hoa văn màu bạc, áp lực mạnh mẽ và cuồn cuộn, thời khắc đang đè ép. Mà thiên cốc vực chủ kia lại chẳng những không chịu ảnh hưởng, lực lượng dường như lại còn tăng cường hơn rất nhiều. Dương Phàm lại dậm chân một cái, phát ra một tiếng đang đang. Vỏ giáp xác này không một chút nào sứt mẻ. Người lại không cần phải phí công vô ích. Bán tiền khí dựng dục tới vạn năm, ở nhân giới này gần như không thể nào phá hủy được. Thiên cốc vực chủ lại ha ha cười, mặt đầy sự đắc ý. Dứt lời, hắn xòe ra bàn tay, vươn ra một ngón tay điểm tới Dương Phàm. Toàn bộ không gian hắc ám này run lên theo tiếng gió. Rồi bỗng nhiên, Dương Phàm lại cảm giác toàn bộ lực lượng lĩnh vực cùng với pháp lực của thiên cốc vực chủ đang ngừng tụ thành một điểm, sinh ra lực lượng công kích siêu việt bản thân đến 10 lần. Hắn hít sâu một hơi, luân hồi quả ở trong cơ thể gia tốc vận chuyển, tốc độ nhanh hơn vài lần với bình thường. Luân hồi quả, nó giống như là một quả tim, đập đến liên hồi. Khoảnh khắc thiên cốc vực chủ đưa tay chỉ ra, cảm giác của một chi, có thể đánh tan đối phương. Mà khi hắn nghe được tiếng tim đập vô hình, đã lập tức cảm thấy bất an không hiểu được. Một kích ngừng tụ toàn bộ lĩnh vực của bán tiền khí cùng với 10 thành pháp lực bản thân giao kích cùng với lòng bàn tay của Dương Phàm. Toàn thân của Dương Phàm chấn động, luân hồi quả vận chuyển gia tốc gấp vài lần suy yếu cỗ lực lượng kinh thiên động địa này và dẫn nó đi. Tuy nhiên, hắn vẫn phun ra một búng máu nhỏ, bởi vì lực lượng một kích đó quả thực lại quá mức cường đại, gần như đạt tới một mức độ dập nát hư không. Thiên độ, thiên cốc vực chủ là một chỉ điểm trúng Dương Phàm, chỉ có một loại cảm giác không ổn. Một kích cơ hồ có thể dập nát hư không đó, giống như là bị đánh vào trong lốc xoáy luân hồi. Sau khi xoay tròn, lực lượng đó đã bị hạ tới một mức thấp nhất. Chân chính khiến cho hắn run sợ,
đó là một kích kinh thiên này đã bị một cỗ lực lượng vô hình không thể nào đo lường dắt đi được. Mà lúc này luân hồi quả ở trong cơ thể của Dương Phạm đã phát ra những hào quang chói mắt. Dương Phạm nâng tay, hiện ra một luân bàn rất nhiều màu. Hắn hét lớn. Tiểu luân hồi trưởng. Luân bàn rất nhiều màu từ ảm đạm bộc phát ra hào quang rực rỡ. Toàn bộ thiết là lĩnh vực chấn động bị hào quang rất nhiều màu che phủ. Không gian sóng gợn lại đánh ra khắp nơi. Thiên cốc vực chủ lại chỉ cảm thấy lực lượng vốn thuộc về mình lại bị Dương Phạm dùng phương thức quỷ thần khó lường dắt quay trở về. Từ suy yếu tới cường độ thịnh, từ dưới tay lên tới đỉnh, cũng lại dùng hợp với lực lượng của hắn, uy năng liền biến độ rất lớn. Nhiều tầng phòng ngự đã bị phá tan, giáp trụ màu đen bên ngoài thân thể của thiên cốc vực chủ đã bị xuyên thủng, ngay cả cái bát sắt bát tiên khí cũng đã hiện ra những vết nứt. Thiên cốc vực chủ trong tiếng kêu thảm thiết, toàn thân hắn máu thịt mơ hồ, ngực hắn bị xuyên thủng, xương cốt bị gãy. Nhìn mà ghê người. Tiểu luân hồi trưởng là tuyệt sát. Hết chương. Chương 842, giằng co ma ảnh. Dương Phàm cũng là lần đầu tiên thi triển ra tiểu luân hồi trưởng, không ngờ rằng uy lực của nó lại kinh thế hãi tục như vậy. Thần thông này lại chính là một đại bí thuật mà hắn tìm hiểu ra khi ngừng kết luân hồi quả trong cơ thể. Nòng cốt của áo nghĩa này đó chính là sử dụng ý cảnh vô thượng của tiểu luân hồi. Đầu tiên lại đếm công kích cường đại của địch nhân vào sâu trong đó, giảm tới cực yếu, lấy luân hồi quả khu động dẫn dắt. Dùng phương thức quỷ dị và khó lường, hình thành một luân hồi, rồi lại từ cực kỳ yếu, tăng trở lại đỉnh. Uy lực cũng sẽ gia tăng lớn hơn rất nhiều. Cuối cùng sẽ tạo ra luân hồi trưởng đáng sợ đó, đưa lực lượng của đối phương hoàn trả cho mình. Nhưng mà khi tiểu luân hồi trưởng đó đưa lực lượng của địch nhân phản trở lại, lại còn dung nhập với lực lượng của bản thân Dương Phàm thêm vào, sau đó là một vòng luân hồi, bộc phát ra uy lực lại càng thêm khó tả. Một kích của thiên cốc vực chủ có thể nói là quỷ khóc thần sầu, đem toàn bộ lĩnh vực và lực lượng bản thân ngưng tụ thành một điểm, sinh ra lực lượng gấp 10 lần so với cùng dài, gần như có thể uy hiếp với Hoàng trưởng lão vẫn còn chưa tấn thức đến đại thừa kỳ. Uy lực chỉ một chi này tuyệt đối có thể ngạo thị cùng dài, có thể nói là vô địch. Chỉ tiếc rằng hắn lại gặp phải là Dương Phàm, người đã tìm hiểu ra tiểu luân hồi trưởng, bị một trưởng này đánh nát tất cả những tầng phòng hộ của hắn. Thân mình hắn lập tức bị xuyên thủng, huyết nhục mơ hồ, cốt cách gãy vỡ, nhục thân lại nháy mắt tiêu vong, ngay cả linh hồn lực của hắn cũng bị đánh cho sắp tiêu tán. Thậm chí, ngay cả bán tiền khí thiết lạ oán cũng đã xuất hiện những vết rạn nứt. Tuy nhiên, thiết lạ oán với hình thái phóng đại này đã dày chừng 4-5 thước, một chút rạn nứt này lại vô cùng không đáng kể. Bằng vào trong năng lực tự chữa trị của bán tiền khí, có thể khoảnh khắc này khép kín lại. Dương Phạm cũng vô cùng kinh ngạc. Thiên cốc vực chủ không ngờ đã bị một trường đánh nát, nhưng mà kiện bán tiền khí này vẫn không sao. Hơn nữa, linh hồn của hắn cũng chưa hoàn toàn tiêu tan. Trung quy thì vẫn là cường giả qua một lần độ kiếp, trải qua thiên lôi tẩy rửa. Bất kể là nhục thân của hắn hay là tinh thần đều có được lực lượng kháng cự pháp thuật rất mạnh. Đặc biệt là ở trong linh hồn ẩn chứa thiên uy và ý chí, vậy cho nên không bị đánh cho hồn phi phách tán được. Làm sao có thể được? Thiên cốc vực chủ lại nhìn linh hồn gần như bị tiêu tan, dưới lực lượng thiên uy ý chí miễn cưỡng ngừng tụ lại. Trong đoàn bạch quang nhàn nhạt, có thể mơ hồ thấy được một quang ảnh hình người. Đó chính là thần hồn mà tu sĩ sau khi đạt tới hợp thể kỳ ngưng tụ ra. Thần hồn có thể ngao du thiên địa, cho dù là có những loại thủ đoạn công kích linh hồn cũng tồn tại. Giờ phút này, thần hồn của thiên cốc vực chủ vô cùng không cam lòng, hắn lộ ra một vẻ nghi hoặc và sợ hãi. Một kích áp đáy ngạo thị cùng dài của hắn chẳng những không thể nào giết chết được Dương Phàm mà lại còn bị lực lượng của chính mình gây ra tử vong. Đó là một chuyện đáng buồn cười đến mức nào chứ? Đồng thời, áo nghĩa này và uy lực của tiểu luân hồi trưởng của Dương Phàm cũng đã khiến cho hắn không thể nào tin vào mắt. Nhân giới, không ngờ lại có một loại thần thông đáng sợ như vậy, dùng lực lượng của địch nhân để diệt sát địch nhân. Tiểu luân hồi trưởng có thể nói là chấn nhiếp thần thông kim cổ, trở thành một trong những bí kỹ mạnh nhất của Dương Phàm. Thiên cốc vực chủ, tham lam lại thường khiến cho người ta rơi vào trong vực sâu tử vong, vạn kiếp bất phục. Vậy chẳng lẽ khi mà ngươi nhòm ngó Dương Phàm ta, mà ngươi lại không cảm thấy lo lắng điều này sao? Dương Phàm cười lạnh. Cứu ta một mạng, vậy thì bất cứ thứ gì của ta, ta đều sẽ cho ngươi, bao gồm cả kiện tiên khí này nữa. Linh hồn đã sắp tiêu tan của thiên cốc vực chủ vội vã cầu cứu Dương Phàm. Dù ta không có cứu ngươi, cũng có thể sẽ có được những thứ này,
Còn nếu như cứu người, ngược lại sẽ là lưu lại cho Dương Mỗ này một ngầm họa sau này. Dương Phạm phất tay, dứt khoát diệt sát linh hồn của Thiên Cốc vực chủ. Coi như cũng cho người một cái thông khoái. Trên đỉnh đầu Dương Phạm, Thiết La Oán lại lóe lên ánh sáng trắng mờ, không ngừng run run, rồi lại biến nhỏ thành một chiếc bát bình thường. Đó chính là bán tiền khí mà luyện khí thuật đỉnh phong của nhân giới có thể chế tạo. Dương Phạm lập tức thu lấy hết thiết oản này vào trong tay, đồng thời thu lấy không gian giới chỉ vào của Thiên Cốc vực chủ. Từ bản của cấp vực chủ lại nhiều ra sao, chỉ nghĩ cũng biết. Dương Phạm thu được chiến lợi phẩm vô cùng phong phú. Khi mà Thiết La lĩnh vực biến mất, Dương Phạm mơ hồ nghe được một tiếng lôi mình, nhưng mà chợt lóe lên rồi lại biến mất. Chỉ thấy toàn thân Hồ Phi bị cháy đen, bộ dạng chật vật, đang đứng thở hổn hển, có một chút vô lực. Không chết sao? Dương Phạm lại thở phào ra một hơi, Hồ Phi lại chỉ bị một ít ngoại thương và hao tổn nguyên khí mà thôi. Hắn lại vội vã trị liệu cho Hồ Phi. Đây là bán tiền khí Thiết La Oản của Thiên Cốc vực chủ. Người này không ngờ đã giết chết Thiên Cốc vực chủ rồi. Hải vực phụ cận có không ít tu sĩ quan sát độ kiếp. Thành thế của việc độ kiếp rất lớn, cũng có thể hấp dẫn những tu sĩ cao nhất trong phạm vi mấy trăm vạn dặm. Vừa rồi Dương Phạm và Thiên Cốc vực chủ giao chiến, thời gian mặc dù ngắn ngủi, nhưng mà cũng có cường giả cấp đại đảo chủ quan chiến, lại biết được rõ ràng. Thiên Cốc vực chủ không ngờ đã chết rồi. Tin tức như vậy lập tức chấn động hải vực phụ cận, lấy tốc độ nhanh như chớp, đáng sợ truyền ra khắp Thiên Cốc hải vực. Thiên Cốc hải vực này có mấy chục đại đạo vực, rộng lớn hơn triệu dặm. Tin tức vực chủ thống trị một hải vực lớn như vậy đã bỏ mạng, vô cùng gây chấn động lòng người. Đã có thể nói, việc này gây chấn động toàn bộ Tây Hải vực. Dù sao thì Tây Hải vực lớn như vậy cũng chỉ có 8 vực chủ, thống lĩnh một phương hải vực, danh chấn nhất phương, lại đứng ở trên vân điện nhìn xuống thương sinh. Đã có thể chém giết được vực chủ, điều này cũng khó có thể chứng tỏ Dương Phạm xếp vào trong hàng ngũ của những cường giả đứng đầu ngoại hải vực rồi. Dương Phạm vội vã trị liệu cho Hồ Phi, rồi lập tức bỏ chạy. Chém giết một tên vực chủ mặt ngoài có vẻ rất đơn giản, nhưng mà Dương Phạm cũng phải trả một cái giá rất lớn. Vết máu nơi khóe miệng của hắn vẫn còn chưa khô. Một kích áp đáy của Thiên Cốc vực chủ, lực lượng đã là vượt qua cực hạn mà Tiểu Luân Hồi có thể khống chế. Vậy cho nên, cho dù hắn thành công hóa giải, nhưng mà cũng bị nội thương không nhẹ. Lực lượng của đối thủ quá mạnh mẽ, Tiểu Luân Hồi trưởng là bí thuật giết chết 10 địch. Vậy thì tự tôn hại ba. Cũng may, 4 phần hao 3 đó, Dương Phạm cũng có thể chấp nhận được. Đương nhiên, Tiểu Luân Hồi trưởng khẳng định có hạn mức cao nhất của nó. Nếu như gặp phải lực lượng hoàn toàn vượt qua sự vận chuyển của Luân Hồi quả, vậy thì căn bản không thể nào khống chế được lực lượng của đối phương. Hai người Dương Phạm vừa chạy được mấy ngàn dặm, thì phiến hải vực này bỗng nhiên trống rỗng xuất hiện một đạo ma ảnh. Ma ảnh nào, giống như không có thực tế, nhẹ nhàng trôi nổi giữa không trung. Tên Dương Phạm này không ngờ có thể diệt sát cường giả cấp vực chủ. Xem ra muốn chém giết hắn, ngay cả bản ma chủ cũng lại phải tổn hao không ít sức lực rồi. Ma ảnh này thì thào. Tù sĩ tứ phía lúc này mới nhận ra sự tồn tại của hắn, thì lại đột nhiên bóng dáng đó cũng đã hoàn toàn biến mất. Dương Phạm lại vội vã rời đi, tự nhiên tâm sinh cảm ứng. Xem ra là bởi vì thiên kiếp, cho nên vù tồn đó mới biết được vị trí của hắn. Dương Phạm và Hồ Phi là một đường phi hành. Sau đó, hắn lại thu Hồ Phi vào bên trong tiên hồng không gian. Một hơi bay ra khỏi Thiên Cốc hải vực, Dương Phàm mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà cũng không thể nào lơ là và thiếu cảnh giác. Hắn để cho phân thân Mộc Phong đi tới tinh thần tháp, liên hệ với Linh Tôn. Dương Phàm lại biết, dưới trạng thái như vậy, hắn lâm vào trong thế bị động. Nếu như có thể liên thủ với Tinh Tôn, vậy thì cho dù không thể nào chém giết được Vu Tôn, ít nhất cũng có thể xoay chuyển được cục diện, chiếm cứ thượng phòng. Nhoáng một cái, thời gian vài năm đã trôi qua. Dương Phạm đi sâu vào bên trong phía Tây Hải vực. Nơi này là cơ sở tu tiên, vô số người tu tiên. Như vậy thì tốt rồi. Tu sĩ càng nhiều, lực cản thăm dò thiên cơ lại càng khó. Dương Phạm lại lựa chọn lạc cư ở trong một hòn đảo lớn, phồn vinh và bắt đầu cũng củng cố cảnh giới bây giờ. Dù sao thì lực lượng phong ấn tầng thứ 6 vừa mở ra không lâu, cũng vừa bước vào bên trong chứng quả kỳ. Dương Phạm lại càng cần nhiều thời gian để củng cố hơn. Đồng thời, trong lòng hắn cũng đang suy nghĩ xem có nên dùng lệnh bài của Tư Đồ trưởng lão ở Vân Tiên Đảo để đi dạo qua thiên môn, tìm kiếm sự che chở hay không. Tư Đồ trưởng lão đã là trưởng tôn từ thời thượng cổ. Có tu vi sâu không thể nào lường được. Đại năng giả của nhất giới này đã bao gồm cả những nhân vật truyền kỳ giống như là Đạo Hư Thiên Tổ, Cửu Thiên Long Hoàng. Hắn cũng đã đều quen biết.
Nghe ý tứ của bằng trưởng lão, những cường giả tuyệt thế tại ngoại hải vực hơn phân nửa đều có quan hệ với tư đồ trưởng lão. Ngoài trừ tư đồ lệnh này, ta còn có thần tín phù do hoàng trưởng lão cấp, có thể lập tức tìm nàng ấy viện trợ. Sự tự tin của Dương Phàm đã tăng lên rất nhiều. Và nói cách khác, dù gặp phải một địch nhân cường đại hơn nữa, hắn cũng sẽ có hai vương bài bảo mệnh. Đặc biệt là thần tín phù lại cực kỳ quý giá, chỉ có thể sử dụng một lần, khiến cho bán tiền đại thừa kỳ phải tới hỗ trợ cho mình. Một khi đã như vậy, ta sẽ hoàn toàn có thể buông tay nhất bác. Tình quang lóe lên trong mắt Dương Phàm, mặc kệ là Vu Tôn hay là U Ảnh Ma Chủ, sử ra bao nhiêu kế sách, hắn cũng thể có thể liều mạng nhất bác. Vu Tôn, ta có thể nghĩ ra cách diệt sát. U Ảnh Ma Chủ, mặc dù không thể nào giết chết được hắn, vậy thì ít nhất cũng có thể phong ấn lại hắn. Dương Phàm đã làm ra quyết định. Sau đó, hắn liên hệ cùng với Hồ Phi trong Thiên Hồng Không Gian. Ê, thích thật đó, lại có thể đánh nhau rồi. Hồ Phi lại hưng phấn vô cùng. Sau khi vượt qua một lần thiên kiếp, hắn ít nhất cũng lại tương đương với cường giả cấp bậc phủ chủ. Huống chi, bản thể của hắn lại là thần thú siêu cấp. Gần đây, trong những cuộc giao thủ với Thạch Thiên Hàn, hắn vẫn thường chiếm được thế thượng phong. Dương Phàm đầu tiên là tìm kiếm một mảnh hoang đảo, sau đó hắn nhắm mắt, vận chuyển luân hồi quả. Một lũ tâm thần trốn vào bên trong hỗn loạn thời không và nhân quả luân hồi. Sau một lúc, Dương Phàm lại mở to ra hai mắt, lệ quang lóe ra. Hướng Tây Bắc. Dứt lời, hắn mang theo Hồ Phi, trực tiếp lao về hướng đó. Với một thân yêu khí hùng hãn, Hồ Phi lại xông thẳng lên phía trước, khiến cho cường giả cấp bậc phủ chủ cũng không ai dám trêu chọc. Thực sự là đáng sợ, yêu hầu này chỉ sợ là cường giả cấp điện chủ ở dị hải vực sao? Một vị đại đạo chủ hải vực phụ cận lại sợ tới mức linh hồn run rẩy, vội vã truyền tin về phía tổng đà Thiên Đạo Tông. Cường giả cấp bậc điện chủ lại là một thần thú. Dương Phàm lại không chạy mà lại truy đuổi, nhanh chóng phi hành đến mấy ngàn dặm rồi dừng lại. Phía dưới. Dương Phàm lại đánh ra một trường xuống hải vực phía dưới. Mặt biển phía dưới nổi lên sóng lớn cao tới ngàn trượng, một đạo u ảnh với ma khí lẫm thiên, hai màu sáng tối lập lòe xuất hiện trước mặt hai người. Dương Phàm, ngươi lại không chạy tới, còn tự động chạy tới trước cửa. Ngươi lại cho rằng bản ma chủ vẫn chỉ có thực lực như ngày xưa sao? Thanh âm lạnh lẽo của U Ảnh Ma Chủ vang vọng ra khắp hải vực, khiến cho ngàn vạn sinh linh phải rùng mình. Thân hình của hắn dần dần ngưng thực trước mắt Dương Phàm. Dĩ nhiên là một nam nhân tướng mạo lạnh lùng và hai mắt u tối. Thân hình giống như bán trong suốt, mặc một bộ giáp cổ màu đen. Sau lưng hắn là một bộ áo choàng tung bay. Trên ngón tay hắn là một chiếc nhẫn màu đen tuyền. Dương Phàm ngẩn ra, đột nhiên nhận ra hắn chưa từng chân chính giao thủ với U Ảnh Ma Chủ. Đối phương ở trong một trình độ như thế nào, hắn căn bản không thể nào đánh giá. Chỉ biết đối phương là tới từ thượng giới, là tâm phúc của cựu U Ma Đế tại nhân giới. Nhưng mà hắn biết rõ, đó chỉ là một ma đầu bất tử, khiến cho tất cả những đại năng của nhân giới đều vô cùng đau đớn. Hết chương. Hết tập 202. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Tiên Hồng Lộ.